Và trong thời gian vừa qua đấy thì rất nhiều các đối tác như ở Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc hay Malaysia, gần như trong bốn cái quốc gia này, trong năm 2015 ấy, thì chúng tôi cũng đã tiếp khoảng hơn 20 cái tập đoàn và các đối tác của Nhật Bản đã vào là mong muốn hợp tác với chúng tôi. Thì chúng tôi song song đi như vậy thì chúng tôi cũng lựa chọn những cái đối tác thực sự là họ muốn phát triển để là vào họ hỗ trợ được chúng tôi, cũng như họ thực sự là một cái đối tác lớn để vào đây cùng đồng hành phát triển.